các anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình đang có một con máy khoan tay, khoan mộc, khoan sắt. Thì con này của mình nó đang bị kêu bi đầu này nhé. Bi đầu này nó chạy nhiều nó ok rồi. Thì hôm nay mình điện thay thì mình cũng chia sẻ mọi người cách thay luôn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay bi đầu này cho mọi người xem nhé. Mình vừa làm vừa nghiên cứu luôn, chứ nhiều máy móc mình cũng chưa sờ đến thay bi bao giờ đấy. Nhưng mà đã đang nghề thì mình nó là kiểu dạng thiên biến vạn hóa rồi. Gặp đâu mình làm vậy thôi, mình làm đấy thôi, chứ không phải là ở trường lớp thì người ta dạy cho mình những cái cơ bản thôi. Còn ba cái lặt vặt này là mình về mình tự mày mò thôi, chứ không ai dạy đâu, không ai dạy các bạn những cái việc nhỏ nhặt đâu. Đây chỉ trường lớp hoặc là các thầy ngoài xã hội người ta chỉ dạy mình những cơ bản thôi, chứ không ai dạy sâu cho các bạn đâu, đừng đi một tí một đâu. Sẵn nay mình làm mình chia sẻ cho mọi người luôn, có cái gì là mình chia sẻ cho mọi người. Đó là bi này cho mọi người xem. Này, đầu nó gần lên gần xuống được. Quan trọng là nó một phần nó là cái bi đầu đỡ này, nhưng mà cái bi này nó khá là kêu. Mọi người nghe ra. Thứ hai là cái bi đầu đỡ này nó bị dơ này, là nó cũng sẽ dơ thôi. Đó, ở đây có phanh nhá. Bánh răng này là nó có cái cá này. Gỗ nhẹ không ra. Khả năng ra đây. Bây giờ này tháo kiểu gì? Đấy, gõ gõ này là nó đang ra mọi người nhé. Ra rồi. Đây, mọi người thấy ra chưa? Ở dưới là một cái cốt bạc căn đây, trong cái bánh răng.
Ok, bây giờ mình đang đi tìm cái cá không biết nó rơi đâu đây. Trong cái mớ này. Đây, cá đây. Tiếp tục, mình tháo vòng bi này nhé. Đây, vòng bi ở đây nó có cái phanh. Mình sẽ tháo cái phanh ra. Đây là vòng bi. Thôi, mọi người gõ thôi, đơn giản. Đó, bên dưới nó có cái long thiên vênh mọi người nhé, mọi người chú ý tháo ra mình phải để ý xem của nó làm như nào đấy. Bi này gần như là cứng luôn mọi người nhé. Đó, này thay đâu bi mà nó là bi đây, nó là bi 201 6201. Đây, ở đây mình đã chuẩn bị một cái vòng bi 201 cho nó vào. Đó, xong tiếp tục tiến hành nắp phanh. Ok, cái mỡ bẩn này mình cho sạch sẽ đi nhé, làm sạch đi. Làm sạch cái mỡ bẩn này đi. Tục nhét cái phần này vào. Ok, bi đã vào. Tiếp anh cho cá. Đây, quên. Quên mất cái là cái phần cốt lót. Ok, tiếp đến là cá. Tiếp nữa là bánh răng. Đó, sẽ cho một chút mỡ vào phần dưới này. Đó, vào cái phần bánh răng nó ăn đây, bánh răng giữa rô to và bánh răng trên này nó ăn được. Ok, giờ bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái phanh này vào nhé.
một chút mỡ ở phần bánh răng này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Ok nhé, giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cho mọi người xem tình hình. Máy chạy rất ok mọi người nhé. Đầu rất là cứng nhá, không lắc ngang được mọi người nhá. Rồi, chia sẻ ở đây thì mình cũng không còn gì để chia sẻ cả. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.